Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự tối ngày 8 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình Kim Tức. Bản tin tối hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau: Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng với Việt Nam; họp khẩn tìm giải pháp giúp lao động Việt Nam ở Qatar; tạm đình chỉ công tác giám đốc bệnh viện đa khoa Hòa Bình; gần 18.000 lao động xuất ngoại sau sự cố Formosa; tai nạn máy bay tại Myanmar, tìm thấy 3 thi thể đầu tiên; đại sứ quán Mỹ tại Ukraine bị tấn công khủng bố bằng chất nổ; Pháp cử trùng tình báo làm lãnh đạo chống khủng bố. Trong cuộc gặp gỡ với đại sứ Hoa Kỳ, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đến nay chỉ đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 9 trong những quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Một trong những nguyên nhân khiến dòng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam chưa nhiều, theo ông Jonathan Morendo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, là chuyện thiếu minh bạch của môi trường đầu tư tại Việt Nam, khiến cho các doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại. Tuy nhiên, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với Việt Nam, nhất là lĩnh vực thương mại tự do, và mong muốn mang đến Việt Nam những giải pháp công nghệ cao. Ngay khi rút khỏi hiệp định TPP, Hoa Kỳ đang hướng đến một hiệp định song phương với Việt Nam và kỳ vọng thời gian tới sẽ sớm khởi động hiệp định này. Ngày 8 tháng 6, Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết đơn vị vừa họp khẩn về tình hình lao động Việt Nam sau sự việc một số nước Trung Đông chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Theo đó, Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Qatar. Qua thông tin nắm bắt ban đầu, tình hình việc làm, sinh hoạt của người lao động vẫn được đảm bảo bình thường, chưa có biến động hay chịu ảnh hưởng của tình hình tại Qatar. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam, Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình và động viên tinh thần người lao động, phối hợp với đối tác và chủ sử dụng tăng cường công tác quản lý người lao động tại nơi làm việc và nơi ở, đồng thời khuyến cáo người lao động giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Sáng nay ngày 8 tháng 6, tại Sở Y tế Hòa Bình đã đọc quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với 3 cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh này bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6. 3 người bị tạm đình chỉ công tác là ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ông Trần Văn Sơn, Kỹ thuật viên phòng vật tư và bà Đỗ Thị Điệp, Điều dưỡng khoa thận nhân tạo. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã giao cho ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tạm thời điều hành công việc của bệnh viện. Cũng trong sáng nay, 10 bệnh nhân bị tai biến trong vụ chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ ngày 1 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, đã có gần 18.000 lao động tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được tạo điều kiện đi làm việc ở nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ước tính sơ bộ có khoảng 263.000 lao động đang bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa gây ra. Trong đó, 100.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp, 163.000 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp liên quan đến sự cố môi trường biển. Ngày 8 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vừa ban hành quyết định hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Sáng nay ngày 8 tháng 6, quân đội Myanmar thông báo đã tìm thấy xác chiếc máy bay quân sự chở hơn 100 người bị mất tích trước đó tại khu vực biển Andaman. Theo thông tin từ trang Facebook chính thức của quân đội Myanmar, người phát ngôn bộ phận thông tin của quân đội Myanmar cho biết xác máy bay nêu trên cùng một số thi thể đã được tìm thấy lúc 8 giờ 25 phút sáng ngày 8 tháng 6, tức khoảng 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Theo đó đã tìm thấy 3 thi thể gồm 2 người lớn, 1 nam, 1 nữ và 1 trẻ em. Tàu hải quân Myanmar tìm thấy các thi thể này ở cách bờ biển thị trấn Lao Linh ở phía nam khoảng 35 km. Bên cạnh đó, báo The Miner của Anh dẫn nguồn tin từ quân đội Myanmar cho biết đã tìm thấy ít nhất 15 người còn sống sót. Một quả bom tự chế đã phát nổ bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng ngày 8 tháng 6, nhưng không có thương vong. Cảnh sát Kiev xem đây là hành động khủng bố. Cảnh sát ngay lập tức triển khai đội phản ứng nhanh đến Đại sứ quán Mỹ. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại. Các điều tra viên đang kiểm tra hiện trường và vẫn chưa nhận dạng được kẻ tấn công. Đại sứ quán Mỹ vẫn chưa có phản ứng trước thông tin trên. Hồi năm 2016, một nhóm khoảng 20 đối tượng cực đoan Ukraine đã dùng pháo hoa tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev. Đơn vị chống khủng bố của Pháp mới thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và điều phối phản ứng trước các vụ tấn công. Cơ quan mới chính thức thành lập vào ngày 7 tháng 6 với tên gọi Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia sẽ dưới quyền cựu lãnh đạo tình báo Pierre de Bocquet de Florian.
Ông De Florian, 63 tuổi, được nhìn nhận là người am hiểu giới tình báo Pháp và công việc gần nhất là làm tổng giám đốc công ty Civibor Consult, làm dịch vụ và tư vấn cho Bộ Nội vụ Pháp. Theo hãng tin Reuters, cơ quan trên sẽ bao gồm hơn 20 thành viên là các nhà phân tích tình báo thuộc nhiều cơ quan an ninh trong nước và hoạt động 24 giờ trên 7 ngày mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tối ngày 8 tháng 6 năm 2017 của kênh truyền hình VinTube. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo.